Chương 16. Thầy Tuchu Bodhila. Bài pháp không trang trọng này được giảng tại cốc thiền Kuti của Ajahn Chah cho các cư sĩ vào một buổi tối năm 1978. Có hai cách để hộ trì Phật giáo. Một cách được biết đến như là sự cúng dường các vật dụng đến Đức Phật và Chư Tăng, Ami Sambuddha. Bốn loại vật dụng này bao gồm vật thực, y phục, chỗ ở và thuốc men. Đây là hộ trì Phật giáo bằng cách cúng dường về mặt vật chất cho tăng đoàn và ni đoàn, giúp cho các tu sĩ có cuộc sống tương đối thoải mái để có thể thực hành giáo pháp Dhamma. Việc này giúp cho sự thực hành trực tiếp Dhamma của Đức Phật phát triển và từ đó đem đến sự hưng thịnh lâu dài cho Phật giáo. Phật giáo có thể so sánh với một cái cây. Cây có rễ, thân cây, cành, nhánh con và lá. Tất cả lá và cành, kể cả thân cây, đều phải dựa vào bộ rễ để phát triển. Rễ hấp thụ dưỡng chất từ đất và chuyển nó đến các bộ phận bên trên của cây để nuôi dưỡng chúng. Cũng giống như cây phụ thuộc vào bộ rễ để sống, hành động và lời nói của chúng ta có thể ví như các cành và lá. Chúng phụ thuộc vào tâm. Tâm được xem như bộ rễ hấp thụ dưỡng chất và sau đó chuyển những chất bổ dưỡng này đến nuôi sống thân, cành và lá. Những bộ phận này đến lượt chúng sẽ kết trái. Trái ở đây chính là lời nói và hành động của chúng ta. Bất kể tâm đang ở trong trạng thái nào, thiện hay bất thiện, cái phẩm chất này đều được thể hiện ra bên ngoài qua hành động và lời nói của chúng ta. Do đó, sự hộ trì Phật giáo thông qua việc áp dụng thực tiễn các lời giáo huấn là loại hộ trì quan trọng nhất. Ví dụ, trong buổi lễ tụng giới vào những ngày Bồ Tát Ubosatha, vị thầy sướng lên những hành động bất thiện cần phải tránh. Nhưng nếu quý vị chỉ đơn giản tham gia buổi lễ tụng giới mà không phản tỉnh trên ý nghĩa của các điều giới thì khó mà có sự tiến bộ. Quý vị sẽ không thể tìm được cho mình sự thực hành thật sự. Sự hộ trì Phật giáo thật sự do đó phải được thực hiện thông qua việc cúng dường bằng sự thực hành pháp Patipatthibbucca, đó là trao dồi giới, sự tự chế, định và tuệ. Và rồi quý vị sẽ biết tất cả những gì gọi là Phật giáo. Nếu quý vị không có sự hiểu biết thông qua việc thực hành thì quý vị vẫn sẽ không biết Phật giáo là gì. Ngay cả khi quý vị đã học thuộc lòng trọn bộ Tam Tạng, Tipitaka. Vào thời của Đức Phật, có một nhà sư tên là Tuchu Bodhila. Ông là người nguyên bác, thông suốt kinh điển và các bộ chú giải. Ông có 18 tu viện và nổi tiếng đến mức mọi người ở khắp nơi đều phải kính trọng. Khi mọi người nghe tên Tuchu Bodhila, họ đều tỏ ra kính sợ. Không một ai dám đặt bất cứ câu hỏi nào về bất cứ điều gì mà ông dạy. Họ tôn trọng những lời dạy của ông hết mực. Tuchu Bodhila là một trong những đệ tử thông thái, nguyên bác nhất về mặt pháp học của Đức Phật. Một ngày nọ, ông đến để bày tỏ lòng kính ngưỡng của mình đối với Đức Phật. Khi ông đang đảnh lễ, Đức Phật nói, xin chào Đại Đức kinh điển rộng tuếch. Đại loại là như vậy. Trò chuyện một lát, thì đến lúc phải ra về. Và rồi khi Tuchu Bodhila cáo biệt Đức Phật để ra về, Đức Phật lại nói, đến lúc ông về rồi à? Đại đức kinh điển rộng tuếch. Đó là tất cả những gì Đức Phật nói khi Tuchu Bodhila đến. Xin chào Đại đức kinh điển rộng tuếch. Đến lúc ông ra về. Đến lúc ông về rồi à? Đại đức kinh điển rộng tuếch. Đức Phật không nói thêm điều gì khác. Tất cả lời dạy Đức Phật dành cho ông chỉ có vậy. Tuchu Bodhila, vị thầy kiệt xuất, đâm ra bối rối. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy nhỉ? Ý của Ngài là như thế nào? Ông suy nghĩ tới lui, rà soát lại mọi thứ mà ông đã học được, cho đến khi ông nhận ra. Quả thật không sai, Đại Đức Kinh Điển Rộng Tuếch chính là ta. Một nhà sư chỉ biết nghiên cứu, học hỏi, nhưng không thực hành. Khi ông nhìn vào tâm của mình, ông thấy rằng, so với các cư sĩ, thì ông thật sự không khác họ gì cả. Họ khao khát điều gì, ông cũng khao khát điều đó. Họ yêu thích điều gì, ông cũng yêu thích điều đó. Trong ông không có bóng dáng của một vị sa môn, Samana.
đích thực, không có phẩm chất sâu sắc nào giúp ông vững bước tới con đường cao thượng và đem lại sự bình an thật sự cho chính mình. Vì vậy ông quyết định thực hành, nhưng ông chẳng biết đi đâu. Tất cả các vị thầy xung quanh ông đều là học trò của ông, không một ai dám nhận ông làm đệ tử. Thường khi mọi người gặp thầy của mình, họ để sợ và tôn kính, và vì vậy không ai dám làm thầy của thầy mình cả. Cuối cùng ông đến gặp một sa di trẻ không quen biết, người đã đạt được sự giác ngộ và xin được thực hành dưới sự hướng dẫn của sa di này. Chú sa di nói: "Vâng, chắc chắn là ngài có thể thực hành với con nếu ngài thành tâm. Nếu ngài không thành tâm thì con sẽ không nhận để hướng dẫn cho ngài đâu." Chú chùa Bồ Thị Là tự mình xin nguyện làm đệ tử của chú sa di. Chú sa di bảo ông hãy đắp hết các bộ y của mình vào. Khi chú chùa Bồ Thị Là đã đắp hết tất cả các tấm y vào, những chiếc y đắt tiền, thì chú sa di chỉ vào vải lầy tình cờ có sẵn ở gần đó và nói: "Được rồi, bây giờ ngài hãy chạy xuống bãi lầy này. Nếu còn chưa bảo ngài dừng lại thì ngài không được dừng lại. Nếu còn chưa bảo ngài lội lên, ngài chớ có mà lội lên. Nào, hãy chạy đi." Lúc bấy giờ chú chùa Bồ Thị Là với y áo chỉnh tề lội ngay xuống bãi lầy. Cho đến khi cả người ông dính đầy cá bùn thì chú sa di mới nói ông dừng lại. Cuối cùng chú sa di nói: "Bây giờ ngài có thể dừng lại được rồi." Vì vậy ông không lội xuống thêm nữa. "Được rồi, ngài hãy lội lên đi." Và ông lội ra khỏi bãi lầy. Điều này cho thấy một cách rõ ràng rằng chú chùa Bồ Thị Là đã rũ bỏ sự kiêu hãnh của mình. Ông đã sẵn sàng nhận sự giảng dạy. Nếu ông không sẵn sàng để học, là một vị thầy nổi tiếng, ông lẽ ra đã không chấp nhận lội vào bãi lầy như vậy. Nhưng ông đã làm việc đó. Thế vậy, chú sa di hiểu rằng chú chùa Bồ Thị Là đã thực sự quyết tâm thực hành. Khi chú chùa Bồ Thị Là bước ra từ bãi lầy, chú sa di bắt đầu hướng dẫn cho ông. Chú dạy ông quan sát các đối tượng của các giác quan, biết tâm và biết các đối tượng của các giác quan, sử dụng hình ảnh của một người trình bắt một con thằn lằn đang trốn trong một gò mối. Nếu gò mối có 6 cái lỗ trên đó, anh ta sẽ bắt con thằn lằn như thế nào đây? Anh ta phải bịt 5 cái lỗ, chỉ chừa lại một cái, và rồi anh ta chỉ cần ngồi đó rình và chờ đợi, canh chừng cái lỗ đó. Khi con thằn lằn chạy ra, anh ta sẽ tóm cổ nó. Quan sát tâm cũng giống như vậy, đóng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Chúng ta chỉ chừa tâm lại, đóng các giác quan, có nghĩa là kềm chế và thu thúc chúng, chỉ quan sát tâm thôi. Thiền cũng giống như bắt con thằn lằn. Chúng ta sử dụng chánh niệm, sati, để ghi nhận hơi thở. Sati là phẩm chất của cái trí nhớ biết trong hiện tại, như khi tự hỏi chính mình, tôi đang làm gì? Tỉnh giác, sambhajanya, là sự nhận thức, biết rõ ràng rằng bây giờ tôi đang làm gì và làm gì. Chúng ta quan sát hơi thở vào và hơi thở ra bằng sati và sambhajanya. Phẩm chất của cái trí nhớ biết trong hiện tại này là một cái gì đó có được từ sự thực hành chứ không phải học từ sách vở. Hãy biết khi cảm xúc sinh khởi, tâm có thể khá thụ động một lúc và rồi một cảm xúc sinh khởi. Ngay lúc đó chánh niệm sati đồng sinh khởi, theo cái cảm xúc này sẽ cùng một lúc ghi nhận và ghi nhớ nó. Có sati, cái trí nhớ biết trong hiện tại rằng tôi sẽ nói, tôi sẽ đi, tôi sẽ ngồi, và sau đó có sự tỉnh giác sambhajanya. Sự nhận thức rõ rằng bây giờ tôi đang đi, tôi đang nằm xuống, tôi đang trải qua một tâm trạng như vậy và như vậy. Với sự kết hợp của cả hai, sati và sambhajanya, chúng ta có thể biết được tâm của chúng ta trong giây phút hiện tại. Chúng ta sẽ biết tâm phản ứng như thế nào khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và tâm tiếp xúc với các trạng thái tâm. Cái biết các đối tượng của các giác quan được gọi là tâm. Các đối tượng của các giác quan đi lang thang vào trong tâm. Ví dụ, có một âm thanh giống như tiếng của chiếc máy khoan chạy bằng điện ở đây chẳng hạn. Nó đi vào tai và đi vào trong tâm. Tâm là cái mà nó nhận biết rằng đó là âm thanh của một chiếc máy khoan điện. Cái mà biết âm thanh này là âm thanh gì được gọi là tâm.
Cái tâm nhận biết âm thanh này là âm thanh gì hiện giờ vẫn còn khá thô. Nó chỉ là cái tâm ở mức trung bình. Sự khó chịu có thể vẫn sinh khởi trong tâm của người biết này. Chúng ta phải rèn luyện người biết thêm nữa để nó trở thành người biết theo sự thật, được gọi là Buddha. Nếu chúng ta không biết rõ ràng theo đúng sự thật, thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu với tiếng mọi người nói chuyện với nhau, tiếng xe ô tô, tiếng máy khoan điện. Đây chỉ là một cái tâm bình thường, chưa được rèn luyện. Nó biết âm thanh này, âm thanh nọ, là âm thanh gì gì đó với sự bực bội. Nó biết với sự thiên vị của nó, không biết đúng với sự thật. Chúng ta phải rèn luyện nó để nó biết với tầm nhìn rộng mở và với tuệ giác. Jnana Dasana, theo nghĩa đen, hiểu biết và tuệ giác về bốn sự thật cao thượng. Sức mạnh của tâm đã được thanh lọc để nó có thể biết âm thanh chỉ là âm thanh. Nếu chúng ta không bám níu vào âm thanh thì sẽ không có sự khó chịu. Âm thanh sinh khởi và chúng ta đơn giản chỉ cần ghi nhận nó. Đây được gọi là sự hiểu biết thật sự về sự sinh khởi của các đối tượng, của các giác quan. Nếu chúng ta phát triển Buddha, nhận biết một cách rõ ràng rằng âm thanh chỉ là âm thanh, thì âm thanh sẽ không làm phiền chúng ta. Nó sinh khởi theo các điều kiện duyên. Nó không phải là một chúng sinh, một cá nhân, một tự ngã, chúng tôi hay là bọn họ. Nó chỉ là âm thanh, tâm buông bỏ. Cái biết này được gọi là Buddha, hay sự hiểu biết rõ ràng và xuyên thấu vào bản chất của đối tượng. Với sự hiểu biết này, chúng ta có thể cho âm thanh đơn giản là âm thanh. Nó không quấy rầy chúng ta, trừ khi chúng ta làm phiền nó bằng cách suy nghĩ. Tôi không muốn nghe cái âm thanh đó, bực mình quá. Đau khổ sinh khởi vì sự suy nghĩ như vậy. Chính ngay đây là nguyên nhân của khổ do chúng ta không biết sự thật của vấn đề này. Chúng ta chưa tu tập để phát triển Buddha. Chúng ta vẫn chưa thấy rõ, chưa tỉnh thức, chưa biết rõ. Đây là cái tâm còn thô, chưa được rèn luyện. Cái tâm này chưa thực sự hữu ích cho chúng ta. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng, tâm này phải được rèn luyện và tu tập. Chúng ta phải tu tập phát triển tâm, giống như chúng ta rèn luyện để phát triển thân. Nhưng với tâm, chúng ta tu tập theo cách khác. Để phát triển cơ thể, chúng ta phải tập thể dục, chạy bộ vào buổi sáng và buổi tối. Đây là rèn luyện cơ thể. Kết quả là cơ thể trở nên nhanh nhẹn, mạnh mẽ hơn. Hoạt động của hệ hô hấp và hệ thần kinh trở nên có hiệu quả hơn. Để rèn luyện tâm thì chúng ta không cho nó lăn xăng phóng tới, phóng lui nữa, mà làm cho nó ngừng lại, đưa nó tới sự nghỉ ngơi. Ví dụ, khi hành thiền, chúng ta chọn một đề mục, chẳng hạn như hơi thở vào và hơi thở ra, làm nền tảng cho việc thực hành của chúng ta. Đề mục này sẽ làm tâm điểm cho sự chú ý và phản tỉnh của chúng ta. Chúng ta ghi nhận sự thở. Ghi nhận sự thở có nghĩa là theo dõi sự thở với sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác ở đây là sự nhận thức rõ, biết rõ đối tượng đang quan sát hay đề mục thiền. Ghi nhận sự nhịp nhàng vào và ra của nó. Chúng ta đưa sự tỉnh giác vào trong hơi thở, theo dõi sự thở vào, sự thở ra tự nhiên và buông bỏ tất cả mọi thứ khác. Kết quả của việc trú tâm trên một đối tượng của sự tỉnh giác làm cho tâm của chúng ta trở nên tươi mới. Nếu chúng ta để cho tâm suy nghĩ về điều này, điều nọ, thì sẽ có nhiều đối tượng của sự tỉnh giác. Và như vậy tâm sẽ bị phân tán, không thể hợp nhất hay gom vào một điểm, nó không thể nghỉ ngơi. Nói rằng tâm dừng lại có nghĩa là có cái cảm giác như thể nó đã dừng lại, nó không chạy đi đây đó nữa. Giống như chúng ta có một con dao bén, nếu chúng ta dùng con dao một cách bừa bãi, bạ đâu cắt đó, chẳng hạn như cắt đá, gạch và rồi cắt cỏ, con dao của chúng ta sẽ cùng đi nhanh chóng. Chúng ta nên sử dụng con dao đó để cắt những thứ gì phù hợp với công dụng của nó. Tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu chúng ta để cho tâm lang thang theo sau những ý nghĩ và cảm xúc không có giá trị hay vô dụng, tâm trở nên mệt mỏi và yếu đi. Nếu tâm không có năng lượng thì trí tuệ sẽ không sinh khởi, bởi vì một cái tâm không có năng lượng chính là một cái tâm không có định lực. Samadhi. Nếu tâm không dừng lại, quý vị sẽ không thể thấy rõ các đối tượng của các giác quan như chúng thật là. Sự hiểu biết rằng tâm là tâm,
Đối tượng của các giác quan đơn thuần chỉ là đối tượng của các giác quan, chính là cội rễ mà từ đó Phật giáo đã lớn mạnh và phát triển. Đây là cốt tủy của Phật giáo. Chúng ta phải trau dồi cái tâm này, tu tập nó, rèn luyện nó bằng thiền vắng lặng và tuệ quán. Chúng ta rèn luyện tâm cho nó có sự thu thúc và trí tuệ bằng cách để cho tâm dừng lại và cho phép trí tuệ sinh khởi bằng cách biết tâm như nó thật là. Quý vị biết đấy, các con người chúng ta sinh hoạt, cách chúng ta làm việc thì cũng giống như những đứa trẻ. Một đứa trẻ không biết gì cả. Người lớn khi quan sát hành vi của một đứa trẻ, xem cách nó chơi đùa và chạy nhảy lăng xăng, thì cho rằng hành động của nó dường như chẳng có mục đích gì cả. Nếu tâm của chúng ta không được rèn luyện, nó cũng giống như một đứa trẻ. Chúng ta nói mà không hề có sự nhận thức, và hành động mà không có trí tuệ trong đó, chúng ta có thể rơi vào sự đổ vỡ hoặc gây ra thiệt hại vô số kể mà thậm chí không hề biết đến điều đó. Một đứa trẻ thì không biết gì cả, nó chơi đùa như những đứa trẻ khác. Cái tâm u mê của chúng ta thì cũng giống như vậy. Vì vậy chúng ta nên rèn luyện cái tâm này. Đức Phật dạy cách rèn luyện tâm, dạy tâm. Cho dù chúng ta hộ trì Phật giáo bằng cách cúng dường tứ vật dụng đến tăng đoàn, sự hộ trì của chúng ta vẫn chỉ ở trên bề mặt. Nó chỉ nằm ở phần vỏ cây hay giác gỗ. Sự hộ trì Phật giáo thật sự phải được thực hiện thông qua việc thực hành, chứ không phải ở một nơi nào khác. Rèn luyện hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta theo lời dạy của Đức Phật, hộ trì như thế này có hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu chúng ta thẳng thắn và trung thực, có sự thu thúc và trí tuệ, việc thực hành của chúng ta sẽ mang lại sự hưng thịnh cho Phật giáo, sẽ không còn nhân cho sự oán giận và thù địch trổ quả. Đây là cách mà tôn giáo của chúng ta dạy chúng ta. Nếu chúng ta không xem trọng việc giữ giới, coi nó như là cái gì đó thuộc về truyền thống, thì cho dẫu các vị thầy có dạy sự thật cho chúng ta đi chăng nữa, sự thực hành của chúng ta vẫn sẽ thiếu sót. Chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý và đọc nó thuộc lòng, nhưng chúng ta phải thực hành chúng nếu chúng ta thực sự muốn tìm hiểu nó. Nếu chúng ta không thực hành, đây có thể sẽ là một chướng ngại cho việc thể nhập vào cốt lõi Phật giáo của chúng ta trong vô số kiếp sau. Chúng ta sẽ không hiểu được cốt tủy của Phật giáo. Vì vậy, việc thực hành giống như chiếc chìa khóa của thiền tập. Nếu chúng ta có chiếc chìa khóa đúng trong tay, cho dù ống khóa được khóa kỹ đến mấy đi nữa, chúng ta đút chìa khóa vào ổ khóa và xoay, ống khóa sẽ mở ra. Nếu chúng ta không có chìa khóa, chúng ta không thể mở ống khóa. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được trong gương có thứ gì. Trên thực tế, có hai loại kiến thức. Một người biết pháp, chân lý thì không đơn giản nói từ trí nhớ. Anh ta nói sự thật. Người thế gian thường nói với sự tự phụ. Ví dụ, giả sử có hai người đã lâu không gặp nhau. Có thể họ đã đi và sống ở các tỉnh hoặc các đất nước khác nhau trong một thời gian dài. Và rồi ngày nọ, họ tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến xe lửa. Ồ, thật bất ngờ, tôi đang nghĩ đến việc liên lạc với anh. Họ nói không đúng sự thật. Thật ra, họ đã không nghĩ gì về nhau cả, nhưng họ nói như vậy là do vui quá khi gặp lại nhau, và nó đã trở thành một lời nói dối. Nhưng, nó là sự nói dối do vô tâm. Đây là nói dối mà không biết. Nó là một hình thức di tế của phiền não. Việc này xảy ra rất thường xuyên. Nó là một hình thức di tế của phiền não. Việc này xảy